Hiện tại mình đang đi trên đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa. Đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi và đường Điện Biên Phủ năm nay được trưng bày hoa Tết rất là nhiều. Ngày hôm nay là ngày 27 Tết. Mình sẽ quay đường hoa của thành phố Tuy Hòa gửi đến quý vị khán giả nha. Đường Trần Phú này đường hai chiều. Cả nhà mình có thể thấy là hai bên đường rất là nhiều hoa. Tới là vùng bên đường Nguyễn Trãi và đường Trần Phú. Ngày hôm nay 27 Tết và hoa cũng được trưng bày thêm nhiều hơn so với những ngày hôm trước. Mình sẽ chạy thêm một đoạn đường Trần Phú, sau đó mình sẽ quay đầu lại và sang đường Nguyễn Trãi và đường Điện Biên Phủ. Đây là nhiều người dân đang xem mai. Là những hoa cúc. Cúc bao nhiêu một chậu em? 370 một chậu hả? Cúc này 370 một chậu. Bây giờ mình sẽ quay đầu lại sang đường Nguyễn Trãi và đường Điện Biên Phủ. Đầy đủ các loại hoa, mai, cúc, tắc, hoa bông giấy và những chậu cây cảnh bonsai. Đây là bảo tàng Phú Yên. Đầy đủ sắc màu, hiện tại đang ở thành phố Tuy Hòa. Mỗi năm Tết đến xuân về thì mỗi nhà thì đều có một chậu hoa. Nhà thì hoa cúc, nhà thì hoa mai, nhà thì những cây cảnh. Đặc biệt thì hoa Tết thì hoa cúc rất là nhiều. Năm nay có thêm hoa cúc màu nhung.
Đây là những chậu tắc. Bây giờ mình mời cả nhà mình cùng tham quan nha. Tắc năm nay trái rất là vàng, cây cũng dáng rất là đẹp luôn. Đẹp chưa thầy? Bao nhiêu một chậu vậy cô? 200. Bao nhiêu? 200. 200 ngàn. Cả nhà thấy không? 200 ngàn một chậu. Giá rất là phải chăng luôn. Cây rất là đẹp. Bữa giờ bán được không cô? Cũng được. Lấy cây. Hiện tại mình đang ở trên đường Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi được nối dài. Đây là những chiếc xe ba gác. Sau khi mà người dân mua hoa thì những chiếc xe này sẽ vận chuyển về tới nhà của người dân luôn. Không khí Tết đang đến dần với người dân Phú Yên. Ngày hôm nay cũng là ngày 27 Tết rồi. Cảnh người dân xem hoa Tết, mua hoa Tết thì cảm thấy rất là vui. Kia có một cái đoàn mà đi tham quan hoa Tết. Bây giờ mình sẽ chạy qua đường Điện Biên Phủ. Đường Điện Biên Phủ năm nay được trưng bày bán hoa Tết. Một trong những con đường view rất là đẹp của thành phố Tuy Hòa. Những chiếc xe ba gác vận chuyển hoa về đến nhà người dân. Quá trời đẹp luôn. Hoa giấy năm nay cũng rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc. Đây là những chậu bông giấy nhìn rất là đẹp mắt. Có những bông pha trộn với nhau, màu đỏ và màu trắng. Và có những chậu màu cam. Ngoài những chậu hoa đẹp, đồng thời cũng có những đồ gỗ được trưng bày bán trên đường Điện Biên Phủ. Phía bên trái cả nhà mình đây là những đồ gỗ, những tượng Phật được điêu khắc rất là chuyên nghiệp và đẹp mắt.
bên đây thì hay mình cũng thấy có hồ lan. Ngoài ra thì mình cũng thấy có bán cái cảnh luôn. Phía bên đây là công viên thanh thiếu niên. Hiện tại thành phố Tuy Hòa đang trang trí rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ chạy vào bên trong đường hoa của công viên thanh thiếu niên luôn, để gửi đến những hình ảnh mà rất là rộng ràng nhộn nhịp của thành phố Tuy Hòa trong những ngày giáp Tết. Hồ được trang trí rất là đa dạng sắc màu luôn. Đây là cái xe tải vận chuyển hồ Vạn Thọ. Đây là công viên thanh thiếu niên nha cả nhà. Tết năm nay du khách cũng như là người dân tỉnh Phú Yên có rất là nhiều địa điểm cũng như là những cái góc máy để mà để cho người dân chụp hình. Dưới đây là nhạc nước sẽ biểu diễn và mọi người dân có thể đến đó mà chụp hình. Đây là cũng một cái cổng đường Hùng Vương vào công viên thanh thiếu niên, cũng đang trong quá trình thiết lập những cái bông hoa. Rộng ràng để mà kịp đón Tết. Bây giờ video clip cũng đã dài rồi. Bây giờ mình cũng xin phép được kết thúc video clip ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip lần sau nha.